con bậc xuất thế thừa kế thất thánh tài, bước ra ngoài ba cõi đời đời thường an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch nhị vị thượng tòa là chủ tòa đoàn trong buổi hội thảo ngày hôm nay, kính ngưỡng bạch nhị vị ni sư thư ký trong buổi hội thảo ngày hôm nay, kính bạch hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni, kính thưa tất cả hội chúng. Trong cái thời đại nào, trong khoảng thời gian nào, giữa Phật giáo và xã hội đều có mối liên quan mật thiết với nhau. Khi mà Phật giáo thịnh hành thì ngay lúc ấy xã hội cũng có được cái đạo đức phát triển. Khi mà đạo đức xã hội suy giảm thì cũng là cái biểu hiện của Phật giáo bị suy vi. Thế nên ngày hôm nay trong buổi hội thảo chủ đề giáo dục Phật giáo tại Hoa Kỳ, Thượng tọa Thích Minh Lợi đã lựa chọn đề tài những điểm tương đồng giữa Phật giáo và xã hội hiện đại để gửi đến cho toàn thể hội chúng của chúng ta trong buổi hội thảo này. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể liệt quý vị, Thượng tọa Thích Minh Lợi là vị diễn giả của buổi hội thảo ngày hôm nay, hiện đang trú xứ tại tỉnh xá Ngọc Viên. Thượng tọa Minh Lợi tốt nghiệp trường Phật học Vĩnh Nghiêm, đồng thời tốt nghiệp Học viện Phật giáo khóa 6 tại Sài Gòn năm 2005. Hiện là giáo thọ sư tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Ngày hôm nay chính là vị diễn giả chính trong cái chủ đề thứ hai buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúng con xin được thành kính giới thiệu đến toàn thể quý ngài và toàn thể hội chúng diễn giả Thích Minh Lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh vị diễn giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa giám viện, kính bạch Thượng tọa phó giám viện và nhị vị Thượng tọa chủ tọa, và kính thưa toàn thể trong đại chúng trong hội trường. Thì hôm nay là cái ngày thứ hai chúng ta cùng nhau thảo luận, có nghĩa là hội thảo. Thì hôm qua có hai vị trình bày rất là hay, có lý do, có nghĩa là bệnh rồi ở xa tới mà trình bày đề tài nào cũng hay hết. Riêng bữa nay thì sư cô ni sư Thông Hòa trình bày cũng hay nữa. Thì còn riêng bản thân con thì giờ không biết cái lý cớ làm sao để mà từ chối nữa. Mà tăng, khi mà tăng sai rồi thì giờ không có quyền từ chối. Thế thì con cũng liều mạng lên để ngồi rồi kiếm cái đề tài nói chuyện, để đại chúng có gì đó, đại chúng nghe rồi đại chúng chỉ dạy thêm cho chúng con. Thì với cái đề tài mà như Thượng tọa MC trình bày đó, có nghĩa là những điểm tương đồng giữa Phật giáo và xã hội hiện đại, thì ở đây con lấy ở hiện tại, ở đây chúng ta lấy đất nước Mỹ được cho là đất nước hiện đại nhất trên toàn cầu. Thì có nghĩa là cái đại ý cái đề tài này đó, chúng ta ít đi sâu vào trong cái giáo lý kinh điển, mà muốn đi sâu những cái thành phần ở trong một đất nước Mỹ, nó có bao nhiêu thành phần, bao nhiêu ban ngành trong đó, thì chúng ta tìm trong cái nền giáo lý nhà Phật á, nó có những cái thành phần đó hay không, và chúng ta cần phân tích, so sánh, đối chiếu và đưa ra kết luận, coi thử ngoài cái giáo lý của Đức Phật. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta là ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, ngoài ra còn cái gì nữa hay không? Để gì? Để chúng ta sẽ có cái nhìn, bản thân chúng ta sẽ có cái nhìn mới về Phật giáo, và cho những người bên ngoài, người ta sẽ có cái nhìn mới về Phật giáo. Chứ nếu chúng ta không tìm hiểu ở những cái mảng này đó, thì chúng ta cứ nghĩ Phật giáo cũng là một cái tôn giáo để dạy dỗ cho chúng ta chỉ ăn hiền ở lành mà thôi. Thì xin thưa quý vị, nói tới một đất nước nó có nhiều cái ngành nghề mà chúng ta cần phân tích ở đây, giống như lìa chính trị, văn hóa, y tế, tự do,
bình đẳng hay là khoa học, thì chúng ta tìm thử trong cái nền giáo lý Đức Phật, Đức Phật có đề cập những vấn đề này hay không. Tại vì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái đất nước Hoa Kỳ, mà chúng ta nói là cái giáo dục của Phật giáo nó sẽ ảnh hưởng tới cái nền văn hóa hay là cái nền giáo dục của Hoa Kỳ. Chứ đây cũng là cái cơ hội để chúng ta tự tin vào chúng ta là một người đệ tử của Đức Phật, là một cái tôn giáo mà gần như là thậm chí những đất nước văn minh. Thì một lát nữa chúng ta sẽ phân tích cho quý vị thấy, chưa chắc có những cái nhìn, những cái thấy, những cái quan điểm giải thích bằng cái nền giáo lý của Đức Phật. Thì trước tiên thì chắc có lẽ là giống như thầy giám vị hôm qua, nó là ngày trình bày về những cái tác phẩm kinh điển là giống như là đi bằng máy bay xem hoa, thì hôm nay chắc có lẽ cũng phải đi bằng cách đó. Chứ cái, nó nhiều cái đề tài quá, thì ở đây con xin trình bày đại ý rồi quý vị về dựa trên những cái đó chiêm nghiệm thêm. Thì nói tới cái vấn đề mà nhiều cái lĩnh vực cái đó, thì chúng ta thường nghe Đức Phật chúng ta có một cái từ gọi là thần thông ha. Thường thường chúng ta học thần thông mà dừng chúng ta học sai hết. Cái từ thần thông mà chúng ta thấy là bay giống như tờ Thiên Căn Đổ Văn một cái mà 82 gì đó, hải lý gì đó, là chúng ta ảnh hưởng kinh điển rồi, ảnh hưởng phim ảnh rồi. Cái từ thần thông Đức Phật không phải sử dụng như vậy. Nếu mà sử dụng như vậy là bây giờ Đức Phật thua rồi. Nhưng cái từ thần thông ở đây có nghĩa là thần là bất tư nghì, thông là tự tại vô ngại. Có nghĩa là cái con người đó, ý nó là Đức Phật á, Đức Phật gặp bất cứ đối tượng nào, thành phần nào trong cái xã hội nào, thì Đức Phật đều dạy cho người ta cái cách để sinh hoạt cái phương pháp đó, và cộng thêm cái đạo đức trong đó. Giống như Đức Phật gặp vua thì Đức Phật sẽ chỉ cho vua cái cách trị dân như thế nào, cộng với cái đạo đức trong đó. Đức Phật gặp những cái người mà giống như là thương buôn thì Đức Phật dạy cái cách thương buôn như thế nào và cộng cái đạo đức làm thương buôn như thế nào. Rồi Đức Phật gặp những người nông dân thì Đức Phật dạy cái cách làm nông dân như thế nào cộng với đạo đức. Thì cái từ đó gọi là từ thần thông trong giáo lý nhà Phật. Cái này không dễ quý vị. Bây giờ thậm chí mà một vị mà gọi là bác sĩ mà giỏi, đâu phải vợ bác sĩ đó có khả năng biết hết tất cả các, giống như là bác sĩ về mổ, đâu phải bác sĩ mổ là biết về lĩnh vực răng hay là nội soi hay là kia nọ. Cái ngành cái y khoa là ông là bác sĩ nhưng mà chưa chắc ông biết hết. Thì ở đây chúng tôi là Đức Phật là một người thần thông, có nghĩa là có khả năng biết tất cả, dạy cho tất cả mọi người có phương pháp tu. Cái này mới dự thần thông. Đó là cái vị để ý ha. Thì chúng ta mới thấy này, bây giờ chúng ta đi vào từng chi phần nhất. Ở đây con xin được trình bày về liên quan tới y khoa và sức khỏe. Mình coi thử trong cái nền giáo lý Đức Phật có đề cập vấn đề này hay không. Cái này thật sự Đức Phật khi mà trình bày kinh điển, Đức Phật không có đề cập là Đức Phật nói có bài kinh này hay Đức Phật dạy cái cách này là sức khỏe, không có. Nhưng mà những cái hành động, cái cử chỉ của Đức Phật bây giờ chúng ta nghiên cứu mới thấy giá trị. Có những cái mà chúng ta để ý này, tại sao Đức Phật đi chân không mà không đi dép? Đó, chúng ta đặt những câu hỏi là chúng ta thấy là nó liên quan tới sức khỏe. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật không hề dạy là muốn sức khỏe là phải đi bộ, đi chân không. Mà theo Đông y thì quý vị biết là dưới cái lòng bàn chân chúng ta nó rất nhiều cái nguyệt. Mà khi chúng ta đi cái chân không như vậy đó thì chúng ta dẫm lên những viên sỏi này kia nọ, nó làm kích hoạt những cái nguyệt ở trong cái cơ thể của chúng ta, nó bị bệnh. Giống như cái xe mà nó còn mới á thì tất cả cái máy nó hoạt động tốt hết, mà khi nó già nó lâu rồi nó sẽ bị bế tắc một chỗ nào đó. Thì người ta muốn cái xe nó hoạt động là ta phải thông con đường đó. Thì trong cái cơ thể chúng ta cũng y chang như vậy. Nên Đông y nó gọi là cái phương pháp bấm nguyệt. Quý vị để ý ha.
Quý vị đặt câu hỏi có phải chăng là ngay cái thời Đức Phật chưa có giáp có dài không? Chúng ta phải đặt câu hỏi chứ. Xin thưa quý vị, đã có rồi. Thì đây sư lấy minh chứng này. Ở cái điều luật số 54 và 55, 56, 57, 58 trong 100 giới nhỏ của chư tăng á, thì Phật đã nè, 54 là chẳng nên mang giáp vào chỗ thờ Phật. Là chúng ta biết ngay cái thời Đức Phật có giáp rồi đó. Chứ đâu phải là cái thời đó không có giáp. Rồi 55 là chẳng nên xách giáp vào chỗ thờ Phật. 56 chẳng nên mang giáp đi xung quanh chỗ thờ Phật. 57 chẳng nên mang dài vào chỗ thờ Phật. 58 chẳng nên xách dài vào chỗ thờ Phật. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật những cái hành động bình thường, nhưng mà cho chúng ta thấy là rất là y học. Đó là một ý chúng ta, có nghĩa là giờ cỡ người Sim Hoa đó chứ không thể định bày xa được. Ý thứ hai mà liên tới sức khỏe là tại sao Đức Phật nằm nghiêng bên tay phải? Có phải chăng là cái lúc Đức Phật chưa có máy móc để phân biệt cái trái tim chúng ta nằm bên tay trái hay tay phải? Đức Phật hay là dạy chư tăng là phải nằm nghiêng bên phải, là một cái trạng thái để cho cái tim nó không đè ép cái tim của chúng ta. Chúng ta ngủ rất là ngon. Chúng ta để ý ha. Trong tông có bài kinh Nikaya Thế Tôn, Đức Phật có dạy ở Kosambi á, tại vườn thì Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, có bốn cách nằm này, thế nào là bốn? Cách nằm của vị của ngạ quỷ là nằm ngửa. Cách nằm của kẻ hưởng thọ dục lạc, dục vọng là nằm nghiêng bên tay trái. Cách nằm của sư tử là nghiêng bên tay phải. Cách nằm của Như Lai là an trú trong tứ thiền. Đó, chúng ta thấy là cái cách mà bình thường ngủ của Đức Phật không đó, mà rất là y học. Đó là một điểm chúng ta cũng cần để ý liên quan tới sức khỏe. Và điểm nữa là tại sao Đức cả cuộc đời Đức Phật là sống trong thiên nhiên? Chỉ vì nhớ Đức Phật là Thái tử đã sanh ra dưới gốc cây. Và Đức Phật đi thành đạo xong thì Đức Phật vẫn suốt cuộc đời Đức Phật sống trong rừng rú. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật nhập là nằm dưới gốc cây. Quý vị nhớ là ngay cái thời Đức Phật là đệ tử, là con của vua Tịnh Phạn. Thì Đức Phật yêu cầu vua cha xây bao nhiêu chùa không được. Thì ở đây con đưa một cái ví dụ cho chúng ta này. Con đọc trên cái tờ báo cách nay là mấy năm, nó có một cái báo Pháp. Người ta viết lại có một cái chàng phi công, ảnh bay xong ảnh rớt ở trong một cái khu rừng viên sinh đó. Thì cái bộ tập trong đó người ta cứu cái anh này rồi, cứu sống rồi. Thì sau đó ảnh mới xin về. Ê, xong rồi ảnh thấy cái bộ tập rất là lạ, ảnh muốn quay là ảnh nghiên cứu cái bộ tập này. Mà sau đó quá trình mà thuyết phục đó, thì cái bộ tập này nó mới cho cái anh này và dẫn một nguyên một cái phái đoàn, nào trong đó bác sĩ rồi khoa học đủ thứ hết. Thì vô trong đó nguyên cái phái đoàn người ta mới tìm hiểu, người ta nghiên cứu. Thì ta mới thấy rằng là cái ngành mà bên khoa học, bên y học đó, người ta mới tính ra những người ở trong đó sống trên 100 tuổi. Mà những nhà bác sĩ khám những người bệnh này là hoàn toàn không bệnh, tìm những căn bệnh nặng không có. Thì sau đó cái tờ báo nó mới kết luận rằng là do chúng ta sống xa thiên nhiên nhiều quá. Khi mà chúng ta sống nghịch lại với thiên nhiên thì thiên nhiên nó sẽ cho chúng ta kết quả không tốt lành. Còn nếu chúng ta sống thuận theo thiên nhiên thì nó sẽ cho kết quả rất là tốt. Thì từ chỗ này chúng ta mới liên hệ tại làm sao cả cuộc đời Đức Phật là gần với thiên nhiên rất là nhiều. Hay là chúng ta thêm cái ví dụ nữa, là chúng ta thấy tại sao những em bé mà ở miền quê đó không được chăm sóc tốt đó, bỏ bồ lăng bồ lóc bò chỗ này ăn cái kia này ăn này kia đó, mà những em bé rất là ít bệnh. Mà trong khi đó những em bé mà được ôm bồng không bao giờ thả xuống đất là bệnh nhiều. Điều đây cho chúng ta thêm một cái nhận thức về cái việc làm của Đức Phật. Không phải là Đức Phật nói đây là cái phương pháp hay là đây là khoa là y khoa gì cả, nhưng mà những việc làm bình thường của Đức Phật cho chúng ta những cái mới.
Đó là một ý nó liên quan tới sức khỏe, y khoa. Và một ý nữa chúng ta cần đặt ra đó là tại làm sao Đức Phật không ăn muỗng, ăn đũa mà là bóc. Chúng ta thấy những cái này rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta không đặt câu hỏi, không tìm hiểu là chúng ta thấy nó vớ vẩn, nhưng mà rất là khoa học. Tại vì giờ người ta phân tích cho quý vị thấy đó, khi chúng ta sử dụng cái tay này này mà bóc vào thức ăn đó, thì cái tay, những cái cảm giác từ cái tay á, cái thức ăn là cái gì, thì nó sẽ chuyển lên trên não, nó tiết ra những cái dịch vị để nó tiêu hóa cái thức ăn đó. Còn chúng ta lấy cái muỗng, cái đũa mà chúng ta gắp vào á, thì nó đâu có cảm nhận được. Đây chúng ta phải nghiên cứu về cái liên quan tới khoa học. Tại vì cái dây trong cái bàn tay của chúng ta nó rất nhiều, cái dây thần kinh. Khi mà chúng ta tiếp nhận cái thức ăn nó ngon, nó mềm, nó cứng như thế nào, thì ngay lập tức nó chuyển lên não, nó sẽ tiết ra những cái dịch vị để nó tiêu hóa thức ăn. Đó, chúng ta cần để ý thêm cái điểm đó. Đó là một cái phần đầu tiên chúng ta liên quan tới y khoa mà gọi là đất nước Mỹ. Thì cho chúng ta thấy trong cái nền giáo lý Đức Phật, chúng ta thấy rất là y học. Mà quý vị nhớ, Đức Phật chúng ta cách bây giờ là 2600 năm rồi. Cái việc làm này, những cái vấn đề này Đức Phật đã ghi nhận trong kinh điển, chứ không phải ngay bây giờ kinh điển mới được ghi nhận. Thì chứng tỏ là cái trí tuệ Đức Phật, cái thông minh của Đức Phật đã biết cách từ sau rồi. Đó là một ngành, một phần mà chúng ta liên quan. Ở phần thứ hai mà liên quan tới khoa học, bây giờ đất nước Mỹ được cho là đất nước văn minh nhất. Thì chúng ta coi thử trong cái nền giáo lý Đức Phật nó có đề cập tới khoa học hay không. Thì thật sự nó liên quan tới khoa học á, thì Đức Phật ít chịu đề cập. Tại Đức Phật nói rất là rõ, Đức Phật nói rằng là những cái đề tài nào mà đưa đến giải thoát giác ngộ á, bớt khổ đau á, thì Đức Phật trình bày nhiều hơn. Còn những cái đề tài nào mà đưa đến để mà phục vụ á, cho xã hội á, thì Đức Phật ít đề cập. Nhưng mà chúng ta sẽ lượm, chúng ta sẽ tìm hiểu một số bài kinh có lúc Đức Phật đề cập gì, chúng ta mới thấy là Đức Phật chúng ta có một cái trí tuệ hay là một cái khoa học đi trước đất nước văn minh mà bây giờ chúng ta gọi là Mỹ. Thì ở đây chúng ta thấy là cái điều luật đầu trong cái người xuất gia của Chư Tăng á, Chư Ni á, là trước khi uống một ly nước cần phải tụng một câu bài chú để chú nguyện cho những cái chúng sanh trong đó nó siêu thoát trước khi uống. Tại vì thời Đức Phật không có bản trong chùa, cũng không có bo, không có cho là có bếp để nấu nước mà uống đâu. Thì uống một ly nước như thế này thì trong nước sẽ có vi trùng. Thì quý vị nghĩ cái thời đó 2600 năm về trước chưa có kính hiển vi, thì Đức Phật sử dụng cái tuệ gì mà Đức Phật thấy trong nước có vi trùng? Đến thế kỷ thứ 17, cái nhà bác học Aton đó là cái người mà chế ra cái kính hiển vi, nhìn thấy trong nước có vi trùng, rồi trong không gian có vi trùng, trong đất có vi trùng, trong cơ thể có vi trùng. Quý vị nhớ, đến thế kỷ thứ 17. Vậy thì cách Đức Phật của mình là 17 với cộng với là 6 là 23 thế kỷ. Quý vị thấy Đức Phật của mình dùng cái trí tuệ như thế nào mà Đức Phật thấy trong nước có vi trùng? Quá khoa học. Rồi quý vị thấy bên cạnh cái loài người mà Đức Phật nói là nhiều trong kinh điển Đại Thừa đó, có hằng hà sa thế giới khác. Quý vị đọc trong kinh điển quý vị thấy cái này rất là nhiều. Thì cái này là liên quan tới khoa học. Mà bây giờ chúng ta thấy bây giờ khoa học Mỹ bây giờ nó đang, NASA nó đang tìm được khoảng 5.000 tinh thể hành tinh ngoại hệ. Rồi chúng ta thấy rằng là từ cái chỗ khoa học này cho chúng ta thấy
khoa học nó càng ngày nó tìm thêm, thì cho chúng ta thấy rằng Đức Phật nói là bên thế giới là người còn hằng hà sa số thế giới khác nữa. Lâu lâu người ta tìm vài ba thế giới nữa. Nếu chúng ta là người học Phật mà đúng mức á, lâu lâu người ta tìm cái nữa cũng không có gì bỡ ngỡ hết nữa. Mà phải nói với người ta rằng là anh sẽ còn tìm nhiều thứ nữa. Tại vì Đức Phật nói cho anh biết rằng là còn vô lượng thế giới, vô lượng cái hành tinh khác nữa mà. Thì Đức Phật ông nói là cái vũ trụ này đó, nó bao la, nó rộng lớn, tương đương giống như cái nhà này này. Ở đây xin ví dụ đơn giản, nó giống như cái nhà này. Nhưng mà khoa học bây giờ nó chẳng qua là nó nghiên cứu một cái gốc của cái nhà mà thôi. Khoa học hiện đại nó chẳng qua nó nghiên cứu một cái gốc của nhà, thì lâu lâu nó mới nghiên cứu thêm một chút nữa, thì nó thấy thêm hành tinh. Nên quý vị thấy bây giờ nó có cái trường hợp mà máy bay á, nó bay vào cái lỗ hổng, cái lỗ đen, có nghĩa là nó bay ra ngoài cái vòng kiểm soát của khoa học bây giờ, có nghĩa là cái vũ trụ nó còn rộng nữa. Khoa học nó mới cứ tìm cái gốc này mà thôi. Cho chúng ta học, nếu mà chúng ta học kinh điển mà đúng mức á, nó giúp cho chúng ta là một người đệ tử Đức Phật có một cái hiểu biết về khoa học rất là tốt. Đó là chúng ta cần để ý ha. Thì cái vị để ý là cái chỗ điểm này chúng ta cần thêm một cái ý về liên quan tới khoa học này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật lấy hai cái hình ảnh mà mặt trăng và mặt trời để diễn tả cho cái Phật tánh của chúng ta nha. Mà Phật tánh của chúng ta thì trong kinh Đức Phật nói gì? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vậy thì cái Phật tánh này nó phải tương đương với ánh sáng mặt trời, nó tương đương với mặt trời và mặt trăng như thế nào? Vậy thì cái mặt trời và mặt trăng nó cũng phải thường trực đúng không? Nó phải sáng liên tục. Cái biểu tượng mà sáng liên tục ở đây đó thì giống y như là cái Phật tánh trong chúng ta lúc nào nó cũng có thường trực. Tại làm sao Đức Phật không lấy một cái sao quả, sao thủy hay là cái sao gì để biểu tượng cho cái Phật tánh chúng ta? Mà biểu tượng cái Phật tánh chúng ta là cái ánh trăng và mặt trời. Thì từ chỗ này chúng ta xác định là Đức Phật không có nói cho chúng ta biết là ánh mặt trời và mặt trăng là định tinh, còn lại tất cả những hành tinh khác nó sẽ bay xung quanh hai cái định tinh này. Cái ánh sáng mặt trời và mặt trăng nó sáng liên tục. Quý vị thấy chúng ta học kinh điển mà chịu nghiên cứu của học cho chúng ta có cái nhận thức rõ rồi. Đức Phật không nói là sâu mặt trăng và mặt trời là nó là định tinh ở giữa, thì tất cả hành tinh khác phải bay xung quanh nó. Hoặc là chúng ta sẽ học những cái kinh điển trong Đại Thừa 22 trình bày đó, có nghĩa là Đức Phật có nghĩa là có thể biến một kiếp trở thành một giây, có thể biến một kiếp trở thành một sát na. Quý vị thấy ghê gớm không? Nếu mà chúng ta học không có nghiên cứu khoa học á, là gần như chúng ta học thần thoại. Cái ánh sáng mặt trời, quý vị để ý ha, cái ánh sáng mặt trời nó như thế này, nó rọi như thế này, nó rọi cái ánh sáng mặt trời nó phóng như thế này. Đây là cái trái đất của chúng ta. Thì cái ánh sáng mặt trời ở đây nó sẽ sáng liên tục. Khi mà nó gặp cái trái đất này á, cái nửa bên này sáng á, chúng ta gọi là ban ngày. Cái nửa bên này tối á, chúng ta gọi là ban đêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy cái trái đất này chúng ta quăng ra đi, thì cái ánh sáng mặt trời này nó sáng như thế nào? Nó sáng liên tục đúng không? Nó có ban ngày ban đêm không? Nó có hôm qua ban nay không? Không có. Có nghĩa là Đức Phật nói là có thể là biến nhiều kiếp. Có nghĩa là nhờ cái trái đất này này, nhờ cái vật chất này này, nhờ cái thân thể chúng ta, nếu mà chúng sanh hữu tình á, dựa trên cái sự già nua, thì chúng ta nói là cái người đó bao nhiêu tuổi. Chúng ta dựa trên cái cây này nó bao cao thì chúng ta nói nó bao lớn. Còn bây giờ trong kinh điển Đức Phật nói là vật chất là quyển, là quả, quăng nó đi,
thì cái ánh sáng này nó sẽ sáng liên tục. Nó không có quá khứ, không có hiện tại và không có tương lai. Thấy chưa? Chúng ta học đạo, nếu chúng ta áp dụng cái khoa học này, giúp cho chúng ta hiểu rất nhiều cái ý mà Đức Phật trình bày trong kinh điển á. Đặc biệt là giống như trong kinh, quý vị là học kinh Di Ma Cật á, trình bày cái này rất là sâu. Nếu chúng ta không học cái điểm này là chúng ta gần như nghiên cứu Phật giáo nó gần như là huyền thoại hay là không hiểu nữa. Đó là một ý chúng ta để ý ha. Đức Phật lấy ánh sáng mặt trời và mặt trăng để chỉ cho cái Phật tánh của chúng ta là nó thường trực, thường xuyên. Tại sao Đức Phật không lấy những hình nào khác? Hay là Đức có những kinh điển Đức Phật không có nói là trái đất của chúng ta là giống như bong bóng nó đang lơ lửng trong vũ trụ, mà Đức Phật nói là gì? Sáu phương hay là mười phương? Như trong kinh Thiện Sanh mà lại thập sáu phương á. Bây giờ quý vị nghĩ sao ra được sáu phương? Bây giờ ví dụ như đây là cái đất mà nó nằm trên này á, thì nó chỉ có năm phương mà thôi, đúng không? Cái mặt dưới này đâu có tính được, nó sát mặt đất mà. Thì ý nó là cái trái đất này lơ lửng á, thì người ta mới đếm được lục phương: đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Ý nói Đức Phật nói là trái đất chúng ta đang lơ lửng. Nhưng mà Đức Phật đâu có nói là trái đất chúng ta là giống như cái bong bóng đang lơ lửng, mà ông nói là lại lục phương, là chúng ta tự suy nghĩ lại, chúng ta tự kiểm tra lại, là chúng ta suy ra được, là rõ ràng ông muốn nói là trái đất chúng ta là đang lơ lửng trong vũ trụ, là một trong những cái bong bóng, một trong những hành tinh đang lơ lửng trong cái vũ trụ này thôi. Nó không có điểm tiếp xúc ở dưới. Bao giờ nó tiếp xúc ở dưới á, thì nó chỉ có còn năm phương mà thôi, hay là thập phương. Như ở trong kinh Di Đà, mà quý vị thấy cái lời nguyện thứ 17 á, của Đức Phật Di Đà ghi là: sứ giả, khi tôi thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng điều ngợi khen xưng tụng danh hiệu của tôi, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Bây giờ quý vị đếm sao ra mười phương: đông, tây, nam, bắc, đông, nam, tây, nam, đông, bắc, tây, bắc, trên và dưới. Thì nó cũng suy ngược lại là cái trái đất của Đức Phật A Di Đà đang ngồi nói chuyện là một cái bong bóng đang lơ lửng trong vũ trụ. Quý vị thấy chưa? Chúng ta học, nếu mà chịu nghiên cứu liên quan học, cho chúng ta thấy rằng cái đạo Phật rất là khoa học. Đó là một ý chúng ta cần để ý thêm ha. Vạn vật trên đời này không biến mất, mà chỉ chuyển đổi một trừ một cái trạng thái này qua trạng thái khác. Đây rất là khoa học. Quý vị nhớ cái ý này Đức Phật trình bày cách này là 2600 năm về trước, mà bây giờ khoa học hiện đại cũng chứng minh chỉ có nhiêu thôi. Người ta cũng chứng minh trên cuộc đời này không có cái gì biến mất cả, mà nó chẳng qua là nó biến từ cái trạng thái này qua trạng thái khác. Thì bây giờ mình lấy cái cơ thể chúng ta ra làm một cái ví dụ. Thì Đức Phật nói là cái cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ, ở vũ trụ bên ngoài là một đại vũ trụ. Những cái gì trong cơ thể chúng ta có thì ở ngoài nó cũng có bao nhiêu thôi. Mà theo kinh điển Đại Thừa nó gọi là thất đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Mà theo Phật giáo Nam Truyền là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những cái gì trong cơ thể có, bên ngoài mới có. Thì chúng ta mới thấy rằng bây giờ chúng ta lấy thất đại ra, năm cái chi phần đầu tiên: địa, thủy, hỏa, phong, không, là nó thuộc vật chất. Sau khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta thiêu, chúng ta làm nó nhỏ đến mức độ nào, thì rõ ràng Đức Phật chúng ta nói là trả cái những cái thành phần của tiểu vũ trụ này về trong vũ trụ, đại vũ trụ. Ở trong đại vũ trụ này nó cũng chỉ có bảy thứ đó mà thôi. Chúng ta cũng cần thêm để ý chỗ này nữa này, nó liên quan tới y học như nãy. Từ cái điểm này đó chúng ta thấy rằng tại làm sao mà y học người ta mới nghiên cứu ra, ta kiểm tra trong cơ thể chúng ta nó thiếu cái chất
vitamin A, vitamin B, C gì đó. Thì ở ngoài thiên nhiên này nè, nó cũng có cái chất, cái cây để nó tạo ra cái dinh dưỡng đó đó. Thì ông bác sĩ ông thiếu là ông biết là mình thiếu cái đó, ông mới bổ cho nó bổ sung vào. Chứ còn nếu mà ở trong cơ thể này mà nó có cái chất đó mà ở ngoài vũ trụ này nó không có, thì người ta không có chế ra được. Điều đó chứng minh cho chúng ta thấy rằng Đức Phật nói là những gì tiểu vũ trụ này, cơ thể chúng ta có, thì ngoài đại vũ trụ có. Thì chúng ta quay lại vấn đề phân tích tiếp, là năm cái phần đầu tiên là địa, thủy, hỏa, phong, không. Khi chúng ta chết trả về trong vũ trụ, chúng ta tưởng đâu là mất, nhưng mà không phải cái gì, nó không hề mất. Nên quý vị thấy thường ở trong kinh nó sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc tức thì không có nghĩa là cái cơ thể, cái hình tướng này là sắc. Khi mà nó tan hoạ, nó đi vào trong vũ trụ á, không ở đây không phải là không giống như là không rùa không có lông, hay là không ở đây không giống như là thỏ không có sừng. Không phải không kiểu đó, không không hoàn toàn không phải. Không ở đây có nghĩa là không thấy, nhưng mà trên có nghĩa là sau khi chúng ta chết, nó dù chúng ta bào mòn nó nhỏ đến mức độ nào, chúng ta cho vào vũ trụ, tuy con mắt chúng ta thấy nhưng nó vẫn còn. Rồi bắt đầu chúng ta thấy rằng là sắc tức thì không, là chúng ta dễ hiểu rồi. Không tức thì sắc. Cái này đó chúng ta liên quan tới khoa học, tới y học bây giờ, tới cái văn minh bây giờ, chúng ta mới hiểu được những ý này của Đức Phật. Bây giờ chúng ta cứ đi vào trong cái nhà vệ sinh đi, chúng ta lấy cái cặp mắt chúng ta nhìn, chúng ta thấy vi trùng không? Không thấy. Nhưng mà qua cái kính siêu hiển vi, quý vị không dám vô nhà vệ sinh. Rõ ràng là không ở đây không phải là không có, mà có mà chúng ta không thấy. Hay là bây giờ chúng ta thấy là con COVID-19, có con virus COVID-19, có ai thấy nó không? Lấy mắt bình thường thấy không? Không. Nhưng mà cái nó vô đây cái là có à? Có bệnh à? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái không ở đây quý vị đừng bao giờ nghĩ là không có gì hết. Giống như không có rừng sừng thỏ, lông rùa. Không phải không hoàn toàn kia đó, mà không ở đây có nghĩa là do con mắt chúng ta không thấy. Còn chúng ta còn nhiều thứ không thấy nữa. Trong cái vũ trụ mà trước mặt quý vị có thấy con số không? Làm gì thấy. Nhưng mà không có con số không được. Bây giờ các thầy kêu ở đây mà không có con số sẽ không bao giờ gọi được. Hay là ở đây đang phát cái hình ảnh tivi gì đây, nhưng mà ở trong cái không gian này không có những con số nó liên tục để nó kết nối qua kia, thì bên kia sẽ không bao giờ bắt được. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy trong cái không này có đâu. Nhưng mà bên kia chỉ cần mở đúng cái đài, đúng cái điều kiện rồi thì nó trở thành có, nó sẽ nổi cái hình lên. Từ cái này chúng ta mới nghiên cứu Phật giáo. Những cái bài kinh này hồi xưa Đức Phật trình bày chỉ có những vị A-la-hán thì với cái trí tuệ mới nhìn thấy. Còn gần như phàm phu tục tử là chúng ta không thấy. Bây giờ chúng ta hiểu được cái bài kinh này là chúng ta nhờ cái khoa học. Nên nhờ bác học Einstein ông nói rằng là khoa học càng phát triển thì nó làm cho đạo Phật càng sáng ra. Rõ ràng là ông này nói, ông là ông nhà khoa học Einstein, là có nghĩa là người mẹ sanh ra các nhà khoa học. Thì đó chúng ta để ý ha. Thì ở trong kinh cái này chúng ta cần để ý một cái điểm nữa nè, là cái đó là cái sắc, cái cơ thể chúng ta là cái phần sắc rồi, nó trả về không là không phải là hoàn toàn mất luôn nha. Nó có nhưng mà chúng ta không thấy. Còn về cái tinh thần, kiến và thức, hay là trong ngũ uẩn là cái phần thức, thì nó có tồn tại trong vũ trụ này không? Có. Các nhà khoa học bây giờ người ta nói rằng trong tương lai người ta sẽ chế ra cái máy, người ta sẽ ghi âm tất cả những tiếng nói, những hình ảnh
mà cách nay là vài ba tỷ năm. Cho chúng ta thấy rằng là cái tiếng nói mà nó đại diện giống như là cái tâm, cái thức của chúng ta vậy đó. Nó vô hình nhưng mà không bao giờ mất. Không có đâu gì lạ. Bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ mà nếu mà bỏ cái micro ra, bỏ cái điện thoại ra thì nói cao lắm thì cách nhau khoảng cây số là nghe được rồi, là hết nghe rồi đó. Nhưng mà bây giờ người ta thiết kế cái điện thoại bằng cái cách người ta giữ cái âm thanh, người ta tạo cái tầng lưu để người ta giữ cái âm thanh đó, ta có thể kết nối từ đây về nửa vòng trái đất. Thế điều đó cho chúng ta thấy là trong cái vũ trụ này nó sẽ lưu trữ tất cả, không mất một cái gì cả. Từ vật chất cho đến tinh thần. Cho chúng ta thấy là những cái liên quan tới khoa học trong cái nền giáo lý nhà Phật, chúng ta nó có nhiều cái điểm chúng ta cần học. Hay là chúng ta học ở trong kinh, ở trong kinh Hoa Nghiêm trình bày về cái thất đại này đó, qua các bài kệ: sắc, tánh sắc chân không, châu biến pháp giới, thanh tịnh bản nhiên, tùy chúng sanh ứng sở tri lượng. Cái bài này rất là khoa học. Tánh sắc chân không, sắc có nghĩa là giống như là cái cơ thể chúng ta là một sắc. Chân không có nghĩa là nó trở về giống như hồi nãy chúng ta thiêu đi, chúng ta làm cho nó nhỏ, cực nhỏ, giống như bụi. Bây giờ chúng ta có thấy bụi đây không? Nhưng mà chúng ta để cái kiến này một lát là bụi nó sẽ có. Nhưng mà quý vị nhớ nè, trong đó mới nói rằng châu biến pháp giới. Cái sắc, cái đất này đó, trong cái vũ trụ này chỗ nào cũng có đất hết. Quý vị thấy rất khoa học chưa? Bây giờ quý vị đi máy bay lên cái độ cao gì đó đó, quý vị để cái kiến này thì vẫn có bụi. Chứ không phải dưới đất này mới có bụi mới đất nha. Châu biến pháp giới, nhưng thanh tịnh bản nhiên. Cái đất này nó mang cái tính thanh tịnh, nó không có giết ai cả. Tuy là nó đầy trong cái vũ trụ này chỗ nào cũng có đất hết, nhưng mà nó, cái tánh của nó là thanh tịnh. Bao giờ nó chuyển thành cái tướng á, thì nó mới giết người. Có nghĩa là bao giờ nó tụ là thành một cái đống đất thiệt bự, cái núi bự á, thì nó mới đè chết người. Còn ở trong cái không gian này chỗ nào cũng có đất cả. Châu biến pháp giới, thanh tịnh bản nhiên, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri hưởng. Có nghĩa là tùy mình muốn kiểm tra có hay không thì chúng ta mới kiểm tra được. Giống như bây giờ chúng ta nghe Đức Phật nói là châu biến pháp giới, trong cái vũ trụ này chỗ nào cũng có đất hết á. Chúng ta đi máy bay vũ trụ lên cái chỗ nào chúng ta để cái kiến coi thử, ông nói trúng không? Là rõ ràng chỗ nào cũng có đất, đúng không? Chúng ta học cái bài kệ này không là chúng ta thấy rất khoa học. Rồi cái cũng có bài kệ này mà áp dụng trong bảy cái thức: tánh quả chân không, rồi châu biến pháp giới. Quý vị thấy ghê gớm không? Quả là lửa. Ông nói là trong cái vũ trụ này chỗ nào cũng lửa hết, đúng không? Có. Nhưng mà có cái chỗ lửa chúng ta dễ lấy. Chúng ta có khi nào mà lửa mà dễ tìm là khi mở cục đá với lại cái gì bằng sắt, mà hay là hai cục đá chúng ta cọ lại với nhau thì lửa nó sẽ xuất hiện. Thì ở trong cái vũ trụ này chỗ nào, quý vị nhớ, chỗ nào cũng có lửa hết, chứ không phải trong cái cục đá không. Trong cái gốc cây, nếu mà chúng ta dùng cái đồ mà chúng ta chà là lửa sôi ra. Nếu mà bình thường là chúng ta không thấy lửa. Châu biến pháp giới, chỗ nào cũng có lửa hết. Rồi quý vị thấy là thanh tịnh bản nhiên, rồi là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Thì khi nào mà người cần tìm hiểu, nghiên cứu hay là muốn lấy nó, thì giống như cái người mà muốn lấy lửa hồi xưa đó, người ta lượm hai cục đá ta cà với nhau thì nó lòi ra lửa.
Còn ví dụ như người mà không cần, giống như cái người hút thuốc á, mà đưa cái hộp quẹt cho ổng là lát lòi ra lửa. Mà cái người không hút thuốc bây giờ kẹp ở trong túi cả ngày cũng không thấy lửa lòi ra. Có nghĩa là tùy chúng sanh tâm ứng thì cái lửa nó mới hiện ra. Chị thấy chưa? Rất là khoa học. Đó là một liên quan tới cái lĩnh vực khoa học ha. Thì ở đây con có lẽ con trình bày nhanh một xíu về cái vấn đề một cái chi phần trong cái xã hội Mỹ bây giờ chúng ta cho được cho là đất nước tự do và giải thoát. Chúng ta coi thử trong cái nền giáo lý nhà Phật nó có cái này không? Cái đất nước Mỹ hay là đất nước những đất nước văn minh đi, bây giờ đa số người ta gọi là cái tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do gì cái này cái kia không? Nhưng mà chúng ta đứng trên cái triết lý nhà Phật, chúng ta coi thử những người đó có được tự do chưa? Được giải thoát chưa? Chưa. Mà cái tự do, cái giải thoát trong cái giáo lý nhà Phật là cái chỗ nào? Là khi chúng ta không còn bị những cái thứ phiền não, những cái tham dục nó chi phối, nó làm cho chúng ta được bị đau khổ nữa, thì cái đó mới gọi là tự do. Còn chúng ta bây giờ chúng ta tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do khi nào mà cái ham muốn, cái đua đòi hay là những cái tâm khổ đau nó vẫn làm cho chúng ta đau khổ, thì như vậy có được dùng cái từ tự do giải thoát chưa? Chưa. Mà cái tự do giải thoát trong cái nền giáo lý nhà Phật á, có nghĩa là anh tu tập, anh chuyển đổi làm sao mọi cái thứ, cái tâm phiền não của anh không còn nữa. Tham, sân, si, rồi mừng, giận, thương, sợ, rất muốn, nó không còn chi phối anh nữa. Anh sống với cái gọi là cái Phật tánh của anh á, thì cái đó mới gọi là tự do và hạnh phúc, mới giải thoát. Chúng ta thấy từ cái chỗ đó chúng ta mới suy ngược lại. Vậy thì trên thế giới này đất nước nào có hy vọng làm được vấn đề này? Bao giờ cái đất nước đó áp dụng cái đường lối của Đức Phật như thế này, tu tập như thế này, thì một mai mới dùng cái từ tự do tuyệt đối. Còn không là đa số chúng ta chỉ có tự do tương đối mà thôi. Chúng ta cần để ý. Và một cái liên quan tới cái bình đẳng, thì ở đây chúng ta nói tới bình đẳng, nó có nhiều cái lĩnh vực chúng ta cần phân tích. Bình đẳng giai cấp, rồi bình đẳng giàu nghèo. Bây giờ đất nước Mỹ mà được cho là đất nước là được gọi là bình đẳng nhất, đại diện cho bình đẳng nhất, bình đẳng nam nữ, bình đẳng giàu nghèo. Mà quý vị trên thực tế thì quý vị cảm nhận cái bình đẳng đó có chưa? Đó chẳng qua là luật lệ mà thôi, nó chưa được bình đẳng. Mà quý vị nhớ để cho thấy rằng là Đức Phật chúng ta là cái người là bình đẳng giai cấp, bình đẳng sự giàu nghèo, thì chúng ta phải quay lại cái hoàn cảnh mà Đức Phật, ngay cái thời Đức Phật là đó. Bây giờ quý vị coi cái thông tin đồ về đất nước Ấn Độ bây giờ đó, quý vị thấy bốn cái giai cấp, đến bây giờ là 2600 năm rồi, đất nước Ấn Độ đã liên kết hay là đất nước Ấn Độ cập nhật rất nhiều đất nước văn minh, nhưng mà bốn cái giai cấp này nó vẫn còn nặng trịch. Là Bà La Môn là giai cấp cúng quải, Sát Đế Lợi là giáp vua chúa, là trong đó giai cấp của Đức Phật chúng ta, Thủ Đà La và giáp nô lệ. Bây giờ quý vị thấy cái người phụ nữ trong đất nước Ấn Độ bây giờ chưa có gì cả. Thì quý vị suy nghĩ coi, quay là 2600 năm về trước, Đức Phật dám cho phá bốn cái giai cấp này để cho những người nữ và những cái người nô lệ, những giai cấp khác đi vào trong cái tăng đoàn của Đức Phật, thì quý vị cảm nhận như thế nào?
Đức Phật phải đối đầu với là 96 đạo giáo ngay thời đó. Đức Phật phải giải thích như thế nào? Rồi Đức Phật phải giải thích những ông vua cái thời đó như thế nào để ta đồng tình. Tự vì cái, nói chung là cái xã hội Ấn Độ thời đó là nó phong kiến nặng nề, rất nặng nề. Mà Đức Phật là một người cách mạng, phá bỏ tất cả giai cấp. Thì cái vị nghĩ Mỹ bây giờ mà gọi được gọi là bình đẳng này đó, thì cái vị nghĩ bao nhiêu người mất bao nhiêu thời gian thì bây giờ mới có được cái kết quả gọi là tự do, tương đối thôi. Mà Đức Phật trong đó là cái người mà sanh ra trong một cái xã hội, cái thời đại đó là hoàn toàn trong cái đất nước đó gần như không có ai được cái tư tưởng mà phát triển như Đức Phật chúng ta. Đức Phật phải chống đối, phải thì quý vị thấy Đức Phật chúng ta là một người phá cái giai cấp rất là đặc biệt, mà đến bây giờ chúng ta thấy cũng chưa, những đất nước văn minh bây giờ cũng chưa. Nên từ cái chỗ này có một cái ý mà thường thường á, là gọi là bát cảnh pháp á. Thường thường chúng ta nghiên cứu không kỹ á, là chúng ta cứ trách ông Phật không à. Ông Phật ổng phá giai cấp nhưng mà ổng còn bắt công giữa nam và nữ. Có nghĩa là ổng nói là chư ni là phải có bát cảnh pháp, là một trong những cái điều á, là chư ni gặp chư tăng, là chư tăng đó mới tu đi nữa, cũng phải thể hiện cái sự thành kính, kính xá. Nếu mà chúng ta không học trên đạo lý á, thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật bắt công. Nhưng mà khi mà cái điều kiện mà nhận những cái người nữ vào trong tăng đoàn á, thì Đức Phật nói là phải có bát cảnh pháp. Thì chúng ta khi mà hỏi cái bà Maha Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi của Đức Phật á, thì bà trả lời rằng là con cảm nhận giống như là con vừa tắm xong, bước ra khỏi cái phòng tắm thì được người ta đeo cho con thêm một cái tràng hoa nữa. Có nghĩa là Đức Phật đã xá bỏ giai cấp phụ nữ cho vào trong tăng đoàn của tăng, bình đẳng đến mức độ đó. Cộng thêm một cái mà cái vị ý nè, còn không là chúng ta phân tích là chúng ta thấy là gọi là bất công. Cái điều kiện mà một người ni mà gặp một vị tăng mà thể hiện cái sự thành kính, hai vị chư ni đi vào đây mà gặp cái ngài viện trưởng ở đây, một vị chắp tay và một vị ngang ngang tàn tàn, thì cái vị quý vị nào? Tất nhiên quý cái vị chắp tay, đúng không? Mà cái vị nói rõ ràng ở đây không phải là bình, có nghĩa là bao che cho tăng, mà cái nhà khoa học, một nhà học giả đã nói rằng cái nền triết lý của nhà Phật á, nó chỉ để làm chỉ có hai việc mà thôi, ngoài ra nó không làm được cái gì nữa hết. Đó là để làm gì? Để đánh đổ, loại trừ cái bản ngã và ngã sợ. Mà Đức Phật yêu cầu có một người nợ, một sư cô mà thể hiện sự thành kính, có nghĩa là hạ cái bản ngã mình xuống, tiêu diệt cái bản ngã, thì rõ ràng Đức Phật thương chư ni rõ ràng. Nếu mà nói rằng là gọi là kiện hay là ái Đức Phật á, thì chư tăng kiện là trúng. Rõ ràng là chư ni, Đức Phật thương chư ni nhiều hơn, tạo điều kiện cho chư ni tu để bỏ bản ngã nhiều hơn mà. Rồi nhiều vị cũng đặt câu hỏi, ủa chư tăng là như vậy là ngã mạng? Không phải. Đức Phật đưa cái điều kiện đó không phải là kêu chư tăng phải ngã mạng, mà cái vị nào mà tăng mà chư ni mà kính xá mà ngã mạng, đó là cái lỗi của chư tăng đó. Thì rõ ràng cái bị thấy rõ ràng là Đức Phật chúng ta là cái người phá cái giai cấp, dù là cái người đó là cái người mà bốn giai cấp nặng nề vậy đó, mà cái vị nghĩ như sao? Trong đó những hoàng tử, những người giàu có, rồi ở với những người mà hút phân như người Ubali, rồi hay là cắt tóc Ubali, phàm phu tục tử, chúng ta ở chung nổi không? Chúng ta có coi thường người ta không? Chúng
chúng ta phải hiểu cái điểm này, chúng ta mới cảm nhận được cái đường lối của Đức Phật. Thật sự cái bát kính pháp đó nó có nhiều cái ý. Một ý nữa đó, để Đức Phật nói với ông, các ông vua, để Đức Phật nói với những người 96 đạo giáo kia, hay là Đức Phật để nói cho mọi người biết rằng là có nhiều người nói, ủa sao mà Đức Phật cho người nữ vô tu chung với người nam như vậy. Thì Đức Phật cũng có cách nói, dù gì đi nữa cũng có bát kính pháp. Có nghĩa là cái cách mà Đức Phật giải thích cho nó vui vẻ, để cho mọi người hòa đồng với nhau, chứ không phải Đức Phật dùng bát kính pháp mà đè hay là bất công với người nữ. Chúng ta thấy chưa? Đó là cái có nghĩa là bình đẳng trong giai cấp giàu và nghèo. Thì ở đây chúng ta thấy rất nhiều bài kinh đề cập tới vấn đề này nè. Ở trong một cái bài kinh Nikaya, Đức Phật trình bày, Đức Phật đã kết nạp vào giáo đoàn của Ngài đủ mọi thành phần xã hội, từ những hoàng tử cao quý như Ngài A Nan, Nan Đà, La Hầu La, cho đến những người thuộc giai cấp hạ tiện như Ưu Ba Ly, một người chiên đà la làm nghề gánh phân, hoặc xuất thân từ tướng cướp như Ưu Hoặc Ma La. Còn về nữ thì người có quyền quý như là hoàng hậu Maha Ba Xà Ba Đề, là mẹ nuôi của Đức Phật, cùng với các vương phi, trong đó có nghĩa là vợ của Thái tử Tất Đạt, cho đến những người xuất thân kỹ nữ như nàng Liên Hoa Sắc. Quý vị thấy ghê chưa? Trong cái giáo đoàn ni kết hợp từ những thành phần mà giàu là có địa vị trong xã hội, cho đến những người mà tệ nhất trong xã hội. Cũng trong kinh Tăng Chi, Đức Phật trình bày, Ngài đã khẳng định tất cả những người thuộc bốn giai cấp khác nhau trong xã hội, khi họ thực hành theo luật và pháp của Như Lai thì trở thành những thành viên của tăng đoàn. Ở đó mọi sự phân biệt về đẳng cấp trong xã hội đều không tồn tại. Ví dụ như là tỳ kheo Mantaga, một thiếu nữ thủ Đà La say đắm nàng A Nan, khi được Phật khai ngộ trở thành một người nữ thính thánh giả. Đức Phật còn chấp nhận nhiều đệ tử khác thuộc đẳng cấp hạ tiện trong xã hội tăng đoàn, như là Sati, con người gánh đánh cá, Ưu Ba Ly là nghề thợ cạo, Nan Đà là nghề chăn bò. Đó, chúng ta thấy chưa? Những cái bài kinh mà phân tích cho chúng ta là Đức Phật phá bỏ cái giai cấp trong xã hội. Đó là chúng ta thấy là phá bỏ giai cấp. Rồi một cái ý mà nó rất là quan trọng ở đây đó là chúng ta cần để ý là cái bình đẳng của Đức Phật không dựa trên hình tướng nữa, mà cái bình đẳng của Đức Phật dựa trên cái tâm thức. Cái này mới là cái bình đẳng tuyệt đối. Đức Phật nói rằng là bất cứ người nữ nào khi tu trúng đường lối của Đức Phật, y chang phương pháp Đức Phật, thì cái quả vị tu chứng của những người nữ này bằng với những người nam. Trong xã hội này, quý vị nghĩ có được cái đó, trên cái mặt tinh thần bình đẳng chưa? Có không? Không có cơ hội đâu quý vị. Đất nước văn minh đến mức độ nào bao giờ thực hiện cái đường lối Đức Phật trong cái xã hội đất nước đó thì mới có được cái bình đẳng tuyệt đối này. Có nghĩa là khi chúng ta loại trừ tất cả các tâm phiền não, chúng ta không còn giận ai, không còn hờn ai, không còn trách ai, tham sân si nó vắng hết, thì chúng ta sống với nhau, chúng ta thương yêu với nhau bằng một cái tâm gì? Tâm thiện, tâm lành, tâm Phật chúng ta. Nó không hề có cái tính gượng gạo trong đó. Cái bình đẳng đó mới bình đẳng tuyệt đối. Chúng ta đọc, chúng ta phân tích cái chỗ này để làm cái gì? Để chúng ta thấy rằng là cái đạo Phật không phải là một cái đạo mà những cái tôn giáo hay là những cái giáo lý sơ sài để dạy chúng ta ngoài cái chuyện tu hành ăn chay niệm Phật không.
rồi nhiều cái lĩnh vực nữa mà cái thời gian nó không có nhiều thì con xin được trình bày một vài cái ngành nghề như vậy. Nó có nhiều nữa, giống như là hồi nãy con trình bày đó là giống như chính trị, thì có nhiều bài kinh Đức Phật gặp những vị vua, Đức Phật dạy cái cách ông làm vua như thế nào. Rồi trong cái khi làm vua đó, ông muốn đối đãi với người dân thì phải có đạo đức. Hay là những đất nước lân cận, khi mà có một vị vua mà bị vua Ai Xà Thế bắt được á, thì Đức Phật dạy cái cách hóa giải bằng cái đạo đức không. Thì cái từ đó gọi là cái từ thần thông của Đức Phật. Thì qua cái trình bày một vài cái thành phần cũng như là cái ngành nghề mà của một đất nước hiện đại ở đây mà đại diện như là Mỹ, thì nó có nhiều cái thành phần giống như là y học, chính trị, tự do, bình đẳng, nhiều lĩnh vực nữa. Thì ở đây con trình bày một vài lĩnh vực thì cho chúng ta thấy là cái nền, trong cái nền giáo lý của Đức Phật chúng ta không hề đơn giản miếng nào cả. Thậm chí vấn đề khoa học lên nữa cũng không hề đơn giản miếng nào cả. Mà thậm chí bây giờ khoa học phát triển đến giai đoạn nào là hiện tại bây giờ cũng chưa có nghiên cứu tới một phần nào trong cái nền giáo lý khoa học của Đức Phật. Đức Phật còn nói trong vũ trụ này còn hàng hà sa số thế giới nữa khác mà. Mà lâu lâu cái khoa học tìm thêm một vài hành tinh nữa. Thì đó, thì con xin được chấm dứt ở đây, xin được gửi đến đại chúng và xin được đại chúng dựa trên này và muốn hiểu thêm về cái vị tìm hiểu thêm một vài vấn đề khác nữa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được thành kính niệm ơn sư Minh Lời đã thuyết trình một cách rất là hùng hồn, đúng là cái phong cách của một vị giáo thọ sư tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, phải không quý vị? Giờ phút này là thời gian dành cho quý vị thính giả đặt câu hỏi liên quan đến đề tài của vị thuyết trình ngày hôm nay, đó là những điểm tương đồng giữa Phật giáo và xã hội hiện đại. Ở trong thính giả có vị nào chúng ta đặt câu hỏi không ạ? Dạ, các câu hỏi của vị thính giả tức là theo cái sự trình bày của sư, đó là mặt trời và mặt trăng là định tinh, nhưng mà theo cái kiến thức thường nhật đó thì là mặt trăng dường như là không phải là định tinh, bởi vì mặt trăng không có chiếu sáng từ chiếu sáng, mà mặt trăng là chỉ là cái sự phản ánh ánh sáng từ ánh sáng của mặt trời. Do đó thì xin được vị diễn giả có thể trình bày cái điều này để cho hội chúng được rõ thêm. Rồi thì cảm ơn cô nhiều. Đúng là cái mặt trời là định tinh, và cái đây muốn nói là cái ánh mặt trăng ở đây á, có nghĩa là cái ánh sáng nó thường trực, có nghĩa là có khi mà chúng ta 30 á nó không có ánh trăng, không có mặt trăng, không có ánh sáng, không phải là không có mặt trăng ha, không phải 30 á nó tối là không có mặt trăng nha. Thì ở đây muốn chỉ cho cái Phật tánh của chúng ta, dù chúng ta đang bị phiền não nó làm khổ đau đến như thế nào, cái Phật tánh chúng ta, cái tâm tốt chúng ta nó không lộ ra ngoài, nhưng mà trong tâm, thậm chí mà ác như chàng vô não đi nữa, trong con người của chàng vô não ban tró, nó biểu hiện giống như là cái ánh trăng 30, chứ không phải là không có ánh trăng nha. Thì đó xin được gửi đến quý vị. Thì dạ, hai cái từ ánh trăng và mặt trời được biểu hiện cho cái Phật tánh cho chúng ta thôi. Dạ, mô Phật, tức là ý của cái vị diễn giả muốn gửi đến cái nội dung, tức là mình phải hiểu về cái ẩn ý ở trong cái câu nói đó. Dạ, còn vị nào chúng ta đặt câu hỏi không à? Dạ không, thì xin cho phép con được đặt một câu hỏi đối với lại vị diễn giả ngày hôm nay. Đó là sư hồi nãy có trình bày là Đức Phật trong cái sinh hoạt của Ngài đó, thì Ngài dùng tay để ăn. Thế thì đó là cái sinh hoạt của Đức Phật,
hay là cái sinh hoạt thường nhật của người Ấn Độ. Và cái thứ hai nữa là sư trình bày rằng là nằm trong những cái thất đại đó thì đất và lửa là luôn luôn có ở trong vũ trụ. Thế thì cái khái niệm của sư về đất và lửa nó được hiểu như thế nào? Ví dụ như là trong cái chai nước này thì mình nói rằng là tất cả mọi thứ là được hình thành từ trong tứ đại. Thế thì trong chai nước này cái đất, yếu tố đất nó chỗ nào và yếu tố lửa nó nằm chỗ nào trong cái chai nước này? Và xin cảm ơn vị diễn giả. A Di Đà Phật. Cảm ơn thiền đạo quán MC. Thì bây giờ để con giải thích trước là cái trong nước này làm sao mình tìm ra đất và cái gì? Và lửa. Lửa. Bây giờ con đưa một cái ví dụ này nè. Con gần đây con nghiên cứu là khoa học Mỹ á, nó lên ở trên sao Hỏa, nó sinh hoạt trên, mà mỗi lần nó vận chuyển nước từ đây mà lên sao Hỏa tốn hao rất là nhiều, nó mất một thời gian rất là lâu. Thì cái biết sao Hỏa là chắc chắn là không thấy nước đúng không? Mà Đức Phật nói là một cái vật hữu tình vô tình á, là nó có gần như nó có bốn điều kiện là đất, nước, lửa và gió. Thì lửa là mình không thấy là sao Hỏa mà. Nhưng mà gần đây các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu ra người cái máy, người ta chế, người ta xay nát cái đất ở trên sao Hỏa và người ta đưa vào trong cái máy, người ta tạo ra cái áp suất. Từ cái áp suất đó bắt đầu nó ra nước. Nó đỡ vận hành nước từ lên lên sao Hỏa. Thì xin thưa thầy là trong cái này đó, thầy biểu bây giờ con chỉ làm sao mà ra đất luôn, thầy chắc con chỉ cũng khó à. Nhưng mà trong này rõ ràng là nước này nè, nó có một vật chúng sanh vô tình thì nó đầy đủ bốn cái này thôi à. À thì có nhiều cái mà chúng ta sẽ giống như cái lửa, chúng ta nghĩ trong này không có, giống như chúng ta nghĩ trong nước không có oxy à. Thì mỗi cái vật mà nó có cái trong thất đại này nó có nhiều hay ít, nó hiện rõ hay là không hiện rõ. Giống như trong cái cục đá thì chúng ta thấy nó hiện rõ hơn, trong cái hộp quẹt thì chúng ta thấy lửa nó hiện rõ hơn. Chứ Đức Phật nói là trong cái vũ trụ này châu biến pháp giới, chỗ nào cũng có lửa, cũng có đất, cũng có nước cả. Nhưng mà cái điều kiện để mà nó lồi ra, nó hiện ra cái đó thì những cái vị trí đó nó ít nó nhiều khác nhau. À, thì con đưa cái ví dụ là sao Hỏa đó cho thầy nghiên cứu giùm con là trong đó có nước. Rồi một ý hồi nãy thầy hỏi nữa là cái gì nhỉ? Tức là Đức Phật sinh hoạt là dùng tay để mà bóp thức ăn, thế thì đó là dạ. Sinh hoạt của Đức Phật hay là sinh hoạt chung của người dân Ấn? À, thì cái này chắc con phải về nghiên cứu thêm. Thì ở đây con muốn trình bày nó liên quan tới sức khỏe thôi, chứ còn không phải con muốn trình bày về cái lịch sử của nó. Thì có thể là cũng có thể là đó là cái văn hóa của người Ấn Độ. Nhưng mà hay một cái vị thấy cái dòng mà Phật giáo năm truyền á, nó truyền qua các nước giống như là Sri Lanka này, Lào, Campuchia, Miến Điện. Gần như cái cách ăn bốc á, cái đoàn theo cái phái là nó truyền qua người dân cũng sử dụng rất là nhiều. Như khi mình học ở bên Sri Lanka là gần như người Sri Lanka sử dụng bắp không. Thì cái này con muốn là trình bày về cái y học á, có nghĩa là nó tác dụng khi mình ăn bằng bắp á, thì cái từ cái tai của mình nó cảm nhận những thức ăn rồi nó tiết ra những dịch vị, nó tạo nên cái sức khỏe thôi. Dạ, thầy con cảm ơn thầy MC. Quý vị thấy không, thầy MC hôm qua nay không có hỏi ai hết á. Tại vì là thầy là giáo thọ sư cho nên là con đặc biệt ưu tiên hơn chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính niệm ân sự thuyết trình và trả lời câu hỏi của vị diễn giả ngày hôm nay. Để đúc kết cho cái chủ đề thứ hai thì chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Từ Trung, chủ tọa trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay, xin được
Thầy cho chúng con được cái ý kiến và đúc kết trong cái nội dung này. Chúng con xin được thành kính cung thính thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nếu mà có thời gian thì chắc con cũng hỏi một vài câu nữa. Sao? Hỏi luôn hả? Thì hỏi. Bởi vì cái đề tài này nó hấp dẫn cho nên được hỏi nhiều. Không? Chứ còn bởi vì đây là một cái chương trình hội thảo. Kính thưa đại chúng, thì nãy giờ Sư Minh Lợi đã cho chúng ta rất là nhiều về cái sự hiểu biết giữa khoa học với Phật giáo. Mà khoa học càng hiện đại, càng văn minh đến đâu thì cái ánh sáng của Phật giáo nó sẽ bùng sáng nữa. Cho nên chính vì thế đó mà ngày hôm nay này, các nhà khoa học, các nhà trí thức đều nghiên cứu về Phật học. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta là một bậc thầy tâm linh vĩ đại, và trí tuệ của Ngài là ánh sáng của trí tuệ, chứ không phải là cái tri thức của thế gian bình thường. Đó mới là cái siêu việt của Phật giáo. Cho nên qua những cái sự trình bày của Sư Minh Lợi đó, thì Sư đã thu thập rất là nhiều về những cái khoa học đã chứng minh và những cái mà đã được Đức Phật nói ở trong kinh điển. Xin thưa với đại chúng đó, thì nói đến kinh điển của Phật, ngay cả trong lục tạng thì nó nhiều lắm. Chẳng hạn như con muốn hỏi Sư Minh Lợi, ví dụ như Đức Phật đã chế luật ra, thì lúc đó đó như 100 pháp chúng học, tại sao Đức Phật lại các ông không được mang dép vào trong tháp? Thì lúc đó tháp sai cho ai? Phải không? Hay là những cái điều luật đó khi qua Trung Hoa, các tổ Trung Hoa mới chế, không? Thì khi Đức Phật ngày chế là các vị tỳ kheo không được đi vào tháp, khạc nhổ không được vào tháp, mang dép vào trong ấy, thì cái đó cũng là một vấn đề để được đặt ra. Hoặc là ngay cả đi chân, mấy cô về cái theo thì mình lại cái bỏ dép hết, cái bữa đi tới Bồ Đề Phật Quốc đi bộ hết, không đi xe luôn, thì cũng được. Cho nên mình hiểu cái ý như thế nào, phải không, giữa cái khoa học với Phật giáo, mình ứng dụng sao cho nó có lợi ích, thì đó mới là cái trí tuệ của Đức Phật, và đó mới là những cái điều mà chúng ta sống để đưa cái tinh thần của Phật giáo vào ở trong xã hội. Cho nên đối với khoa học là Đức Phật nói về cái tướng, và nói vi tế hơn là nói trên cái tri thức của con người. Còn Đức Phật người nói cao siêu hơn nữa là người nói trên tánh, tức là cái như Sư Minh Lợi trình bày là Đức Phật là trình bày về cái tánh, chứ không phải là người nói về tri tướng nữa. Cho nên Sư Minh Lợi đi qua những cái kiến thức giữa khoa học của Phật giáo, giữa khoa học cũng như những cái lời Phật dạy ở trong kinh sách, thì chúng con rất là biết ơn. Giống như Sư Minh Lợi hôm qua nói đó, bỏ ra thời gian rất là nhiều để tìm tòi bao nhiêu sách vở đọc. Hôm nay chúng con cũng được như vậy, đã được Sư Minh Lợi tìm tòi sách vở. Hôm nay mình ngồi đây mình hưởng thụ thôi, sướng quá. Khói cùng đọc. Cho nên một lần nữa kính cảm ơn nhà diễn giả Sư Minh Lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính niệm ân lời chia sẻ đúc kết của Thượng Tọa Chủ Tọa Đoàn trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Kính bạch quý Ngài, kính thưa hội chúng, giờ phút này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giám Viện có vài lời đúc kết cho cái buổi hội thảo để chúng ta. Bởi vì thời gian không có nhiều, do đó là Quý vị hoan hỷ, tại vì hai vị chủ tọa, hai vị đúc kết. Một vật chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cũng theo thông lệ thì con cũng xin đảnh lễ và tri ân Thượng Tọa Chánh Viện đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ ở nơi đây. Thời gian cũng còn lại gần một tuần nữa. Cho nên đó là điều nguyện tam bảo gia hộ cho sức khỏe của Thượng Tọa Chánh Viện cũng như toàn thể đại chúng. Và xin tri ân đến diễn giả Sư Minh Lời và tất cả chư tăng ni có mặt hôm nay ngồi đến giây phút này để mạnh dạn can đảm để ngồi nghe. Có một điều mà tôi thấy là tôi rất thương Sư Minh Lợi là nói suốt một tiếng đồng hồ không ai vỗ tay hết. Mà Sư Cô Thông Hòa nãy là vỗ tay liên tục. Dạ là tại vì tụi con bận nghe thưa sư, lắng dạ, nghe quá. Dạ, dạ khoan để cho tôi còn được 1-2 phút nào mà. Đến đúng giờ 36, còn 4 phút nữa tôi canh giờ kỹ lắm. Cái điều đó có nghĩa là thưa sao, tại Sư Minh Lợi ông đem bắt kinh pháp, ông hù mấy cô quá. Cho nên kinh nghiệm là phụ nữ là người mẹ, là người chị, là người đồng hành rất là có mặt trong cuộc đời này với chúng ta. Cho nên tôi cũng xin chân thành tri ân quý vị mà một điều nhắc nhở rất chân tình để tôn kính người phụ nữ chứ không có cơm ăn nữa. Nói cho vui vậy nhưng mà mấy cô phải cố gắng tinh tấn nha. Kính chúc hội chúng luôn luôn an lạc trong chánh pháp. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch quý ngài, kính thưa toàn thể hội chúng. Chủ đề thứ hai của buổi hội thảo ngày thứ hai tuần pháp hội Phật Đản tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đến đây đã được hoàn mãn. Một lần nữa xin được kính tri ân vị diễn giả Sư Thích Minh Lợi ngày hôm nay đã trình bày một cách rất là chi tiết, cụ thể và rất là hùng hồn cái chủ đề liên quan đến hội thảo lần này. Chúng con xin được thành kính niệm ơn sư và kính niệm ơn tất cả quý ngài và toàn thể hội chúng đã tham dự đầy đủ và kính nguyện tất cả đại chúng chúng ta cũng tiếp tục cái tinh thần này để cho cái Phật sự hội thảo giáo dục Phật giáo tại Hoa Kỳ theo cái tâm nguyện của Thượng Tọa Giám Viện được thành tựu viên mãn. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài và kính mời toàn thể hội chúng khởi thân niệm kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con kính thỉnh quý ngài, kính mời đại chúng nghỉ ngơi. Làm con bậc xuất thế thừa kế thất thánh tài, bước ra ngoài ba cõi